Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sử dụng cái hộp mục 107 không cần chip ha. Cụ thể ở đây là cái máy 107W nha. Thì mình sẽ nhấn cái nút in test để cho nó ra cái thông tin của máy, nhưng mà do cái máy này nó đang bị hết chip á, cho nên mình không thể lấy được cái thông tin của máy được. Như vậy mình sẽ dùng một phần mềm mình đọc nó ra. Đây mình dùng một phần mềm mình đọc ra từ trên máy tính ha. Thì mình sẽ có được là cái model của cái máy này, serial number, cái firmware version và đặc biệt là cái line demanding 0% này. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn máy nó đi để mình vào cái chế độ là boot download ha. Thì mình đơn giản là những cái nút màu xanh xanh các bạn thấy đó, là có cái nút xanh đó với cái đè nút xanh trước, sau đó mình nhấn nút nguồn, mình đè một chút xíu thôi đó là mình sẽ nhấn nha. Xanh là đè nút nguồn, đè chút xíu đó. Mình thấy nó có lên một cái dấu chấm than nữa. Rồi mình trở lại máy tính mình xem ha, thì lúc này nó sẽ nhận cái chế độ của mình đó là đó, boot download. Thì đây là cái chế độ mà mình có thể nạp lại được cái chương trình của cái máy này. Bây giờ mình vô cái chương trình mình đang có sẵn đây, B107W, mình giải nén nó ra, rất là đơn giản thôi ha. Giải nén nó ra và mình vô cái máy nó đó, mình chạy nó. Các bạn thấy là mình chỉ cần double click vô nữa là nó chạy thôi ha. Trên máy mình đó, nó đang chạy đây, cái dấu chấm than các bạn thấy nó đang chớp đó, chính là nó đang chạy ra. Và mình chỉ cần chờ một xíu mình coi nó đang nạp cái chương trình lại. Thì thông thường cái máy này nó sẽ xài chung với cái dòng hộp mực 107 này á, thì sẽ có 135 hoặc là 107A hoặc 107W, tức là những cái dòng cái HP bây giờ nó liên kết với thằng Samsung á. Nói Samsung bây giờ là một trong cái hộp mực của nó là sử dụng chip nha các bạn. Thì giá thị trường của cái hộp mực này bây giờ nếu mình mua là phải tầm 1,2 triệu, mà mình có thể là reset để mình bỏ đi con chip, sau đó mình cứ nạp mực ha. Những lần sau là mình không có cần phải bỏ con chip vô nữa, và như vậy nó rất là có lợi cho cái việc của mình. Tại vì lúc mình cứ báo giá mà nạp mực xong thay con chip đó, thì ai cũng sợ nữa. Bởi vì nó quá cao đi. Ở đây các bạn thấy là nó đang chạy rồi, nó tự động nó reset lại ha, mình thấy ha, nó tự nó khởi động lại. Thì lúc này cái máy của mình nó đã nạp xong được cái chương trình rồi đó. Cái việc tiếp theo của mình là mình sẽ lấy cái hộp mực nó ra và mình bỏ cái con chip của nó đi. Thì mình sẽ làm nhanh gọn cái khúc này thôi ha. Đó, bây giờ lấy hộp mực ra nè. Giờ mấy bạn coi nó đang nó khởi động lại đó, nó đang chớp. Cái chế độ thông thường của nó là như vậy, cái đèn mực thì vẫn còn và cái đèn wifi chớp. Đây là cái chế độ bình thường của mình hết chip, của một cái máy hết chip nha. Thì mình lấy cái hộp mực nó ra thì là hiện giờ nó đang còn chip nè. Bây giờ các bạn để ý mình sẽ bỏ cái con chip này đi ha. Rồi mình nhanh cái chỗ này nha, nảy nắp này ra đó. Rồi bỏ vô lại, như vậy là mình đã gỡ cái con chip và bỏ rồi ha. Các bạn có thể lấy miếng băng keo hay gì đó dán lại cũng được, nhưng ở đây mình muốn gỡ luôn. Đó, bây giờ đóng vô lại ha, thì cái máy của mình nó đang khởi động lại, mà bạn nhìn nè. Đó, cái dấu chấm than, sau đó nó sẽ lên cái đèn mực và cuối cùng đó là cái đèn wifi đó. Thì cái trạng thái này là một cái trạng thái của cái máy thông thường mà hết chip. Bây giờ mình sẽ đọc lại nha, mình sẽ đọc lại cái phần mềm để mình coi bác. Mấy bạn chỉ cần để ý cái chỗ là line remaining này, nó đang là 100% rồi. Thì đó, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn coi nha. Rồi, ok ha, mình trở lại máy mình xem nè. Đây cái máy nó đang nhận lên in này. Và cái này có một điều lưu ý là khi mà mình reset xong á, thì cái đèn mực của mình nó vẫn còn, tuy rằng sau cái bản in thứ nhất á, thì cái đèn mực nó tự động nó sẽ biến mất ha. Thì lúc này cái máy mình đã reset thành công. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi.